Thật ra bây giờ cộng đoàn thế cha là con làm chứng cho Chúa, bởi vì con đã đi lạc đời và 30 năm con mới quay trở lại với Chúa, nhưng con cũng chưa biết lòng thương xót Chúa là như thế nào. Nhưng từ khi con của con bị tai nạn giao thông phải cấp cứu vào bệnh viện 175 Sài Gòn, con tưởng là con không còn đưa con đi nữa, nhưng mà con lúc đấy con chưa biết Chúa, mà con chỉ kêu là đại Chúa con khó thật, con của con đại Chúa xin Chúa cứu con và gia đình con. Thế rồi Chúa nhận lời và Chúa chữa lành cho con của con sống đến ngày nay. Thế là gần đây là ơn. Cháu là từ ngày gì bao nhiêu tuổi rồi đâu? Dạ, con của con năm nay 35 tuổi. Con là Vicente Nguyễn Quốc Trị. Năm nay con 35, con của con 35 tuổi. Con ở giáo xứ Trung Nghĩa, địa phận Hải Phòng. Và con thì con vào đây với con thứ hai của con, nên con báo cáo với cha và cậu nàng, con đi lạc đường mình mấy năm được hai đứa con, nhưng mà một đứa lớn thì nó nghe con và nó đi theo đường của con, đi theo Chúa. Thế còn đứa thứ hai thì đến ngày nay cháu vẫn chưa nghe mẹ, mà nhà con thì mất rồi. Thế nên là con đến với lòng thương xót Chúa mới từ hôm mùng 2 tháng 5 là con biết, con đến con cầu nguyện và xin Chúa là Chúa chữa lành cho con của con, là cái thằng tai nạn đấy nó đang bị di chứng động kinh đấy, là con cứ phải dùng thuốc. Thế nên là con từ hôm mùng 2 tháng 5 là con cầu xin, tức là tuần nào con cũng tới, con xin Chúa của con cầu xin, mà con cứ trước mặt Chúa kia con cứ đọc kinh lòng thương xót Chúa, và hai dòng lệ của con cứ tuôn trào Chúa nhận lời. Hôm qua con điện về cho con, để con thì nó bảo với con là bệnh của con một tháng nay con thấy không có hiện tượng gì nữa, con mừng quá. Thế hôm nay con cố gắng con lên tận bàn trên này, con xin cha để con lên con cảm tạ Chúa và cảm ơn cha. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ, bao cha là cộng đoàn năm nay con 66 tuổi. 66 tuổi mà 30 năm bỏ Chúa, tức là từ năm 36 tuổi chị đã lạc mất Chúa. Nguyên nhân gì mà 30 năm chị bỏ Chúa? Dạ, con bỏ Chúa là vì con lấy nhà con là đã qua đời vợ rồi, phải bỏ anh ấy, con thương con lấy. Thế nhưng mà anh ấy theo đạo thì lúc đấy giáo xứ con chưa có cha xứ, đến phải đi. Rồi bây giờ thì chị đã được gỡ rối và đã được quay trở về với Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang chứng kiến một mảnh đất đang chảy những giọt nước mắt của sự thống hối, của sự ăn năn, và cũng chảy những giọt nước mắt của sự vui mừng. Vui mừng vì suốt 30 năm mình là đất có gai ở trong đó. Cái bụi gai của rối hôn phối nó ngăn trở không cho hạt giống lời Chúa được vươn lên. Có những người khác là vì sự thù hằn trong mình, nhiều khi là một cái tảng đá nó đè nặng tâm hồn, không tha thứ được. Suốt bao nhiêu năm hạt giống lời Chúa không lớn lên được vì tảng đá của sự hận thù. Chị này là cái gai, bụi gai rối hôn phối, và rất nhiều người trong chúng ta đang ở trong tình trạng giống như chị ấy. 30 năm, 40 năm chưa được xưng tội rước lễ vì cái rối của bụi gai hôn phối nó còn nằm ở trong gia đình chưa gỡ ra được. Chúa ta thấy vẫn kiên nhẫn
vẫn đợi chờ suốt 30 năm để gỡ cho chị ấy. Chú kiên nhẫn hơn chị ấy, chú kiên nhẫn hơn chúng ta. Đáng lẽ cái người gieo là người mất kiên nhẫn nhất, phải không? Tao gieo như vậy mà suốt trời ngày nào không thấy nó mọc, bỏ luôn, không cần nữa, dẹp. Đến đến thăm đất tốt được rồi, còn đá sợ gai, dẹp không thèm để ý tao gì nữa. Nhưng Chúa của chúng ta vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ người này thì 30 năm, có những người 50 năm, có những người thậm chí 60 năm. Đá sỏi của hận thù, đá sỏi của sự ghen tức, đá sỏi của sự ghen tị nó bóp nghẹt cái lương tâm người đó, nó làm cho người đó không sống thật được, nó làm cho người đó sống giả dối, làm cho người đó sống giả tạo, sống giả hình trước mặt người khác như thử là rất tốt. Đó mới là cái nghề lớn nhất thưa anh chị em. Chẳng hạn thấy rõ nó là đá sỏi thì còn biết đá mà nhặt, đúng không? Chẳng hạn biết nó là bụi gai còn thấy đường mà gỡ, đúng không? Chẳng hạn biết nó là vệ đường thì còn biết đường đưa nó vào trong đất tốt, đúng không? Còn đây bên trong nó là đá sỏi, bên trong nó là bụi gai mà nó phủ bên ngoài bằng lớp đất tốt mới chết chứ. Nó phủ bên ngoài bằng một bộ áo đạo đức mới chết chứ. Nó phủ bên ngoài bằng một áo thầy tu mới chết chứ. Mà chiếc áo không làm nên thầy tu, mà bây giờ họ cũng phủ lên một cái lớp đất tốt đó bằng những áo mão cân đai, bằng những nghi lễ, bằng những hình thức họ làm che mắt thế gian. Ai cũng tưởng rằng đây là đất tốt, cờ quạt, chiêm trống, rước sách, lễ bái, trình diễn thật là hoành tráng, thật là nguy nga, thật là đồ sộ và cũng thật là tốn kém. Mà người ta tưởng rằng, wow, đây là đất tốt. Cả bao những người tụ họp ăn uống, nhảy nhót, ca hát, ừ, đại hội liên đình, liên hoan liên đình, mừng công liên đình, báo cáo liên đình, toàn những báo cáo, toàn những mừng công, toàn thấy wow, vậy là giáo xứ của ta, giáo phận của ta, cộng đoàn của ta là đất tốt. Đó mới là cái chết, cái đó là cái chết mà không biết mình đang chết, cứ tưởng mình đang sống. Cái đó mới là cái khốn nạn nhất của tên chị em, để ta không biết rằng là vậy Chúa ơi, xin thương xót chúng con vì chúng con là đá sỏi đây nè. Xin thương xót chúng con vì chúng con là bụi gai đây nè. Xin thương xót chúng con vì chúng con là vệ đường đây này. Cộng đoàn lòng thương xót của chúng con là những con người đó đó. Mà lúc nãy họ giơ tay lên, họ nhận họ là đá sỏi, họ nhận họ là bụi gai, họ nhận họ là vệ đường. Xin Chúa thương xót đi, xin Chúa nhận bụi gai đi, xin Chúa nhận đá sỏi đi, xin Chúa nhận lái cái vệ đường nó vào trong đất tốt đi, nơi tòa hòa giải đấy. Anh chị em chạy đến tòa hòa giải, đến ngay tòa của lòng thương xót đấy, để Chúa làm cho nó trở thành đất tốt mà lời Chúa mới sinh hoa kết trái được. Mệt quá, tôi tặng cho chị em cái DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Về chị tặng cho cái cậu con trai của chị ấy cái máy để đứa này, cái một hai đứa, một đứa mà nó đã đi vào cái con đường phần sau của mẹ là quay về với Chúa, một đứa là đang đi về phần trước của mẹ là chưa quay về với Chúa. Chị đang khóc, chị đang thất vọng về cái đứa mà nó không quay về, nhưng mà chị phải nhớ rằng Chúa đợi chờ chị 30 năm. Tại sao chị mới mong nó có 3 năm mà chị đã sốt ruột, chị thấy không? Về tặng cho nó cái thằng mà nó chưa quay về đó, mấy bạn trọng xui lòng đầy lại cái chưa con, chị nghe nha. Xin Chúa chuẩn cho chị và người để thăm hai thằng, cả thằng đá sỏi lẫn thằng rất tốt. Thưa chị em, chúng ta thấy rõ ràng nếu mà anh chị em biết cái bài hát người gieo giống ra đi gieo lúa trên cầu mình, chúng ta hát rồi cầu nguyện cái bài hát đó để xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta nhận ra rằng là chúng con thực sự đang cần lòng thương xót của Chúa, vì chúng con là đá sỏi đây Chúa ơi, chẳng có giả hình giả tạo gì đâu. Chúng con là những cái bụi gai đây, xin Chúa gỡ rối những bụi gai trong những gia đình đang rối rắm, đang rối chồng rối vợ rối đạo, để xin Chúa gỡ đi Chúa ơi. Xin Chúa soi sáng, xin Chúa mở lòng mở trí để mà thấy được cái rối ở chỗ nào thì gỡ ở chỗ đó, con thắt nút nào thì con phải tự con mở ra nút đó đi để cho lời Chúa được xuống với con. Xin Chúa cho con thấy được là con đang là những đá khô cằn,
đang là kiêu căng, đang là cứng lòng, đang là cứng tim, bao nhiêu ơn phúc Chúa ban họ vẫn không chịu gì cả. Thưa anh chị em, rõ ràng anh chị em thấy chúng tôi đã gửi tặng anh chị em đi vào rồi, máy, sách, đĩa, ảnh gửi tặng hết. Và có người bảo là cho nên sao cho cứ gửi tặng không như vậy, bảo chúng tôi vẫn cứ tiếp tục gửi tặng. Vì Chúa, lời của Chúa gieo vãi hết tất cả mọi người, không loại trừ ai. Cho nên mấy chục ngàn cái máy, mấy triệu tấm ảnh, mấy trăm ngàn cô chẳng hạn, biết bao nhiêu ngàn đĩa DVD chứng minh tổng thiếu sót Chúa, chúng tôi cứ tặng không, cứ điêu không, cứ trao không, ai đóng góp chia sẻ được là bao nhiêu tùy. Rồi tôi nói cho dẫu mà 1.000 cái đĩa DVD chứng minh tổng thiếu sót mà chỉ cần một người họ coi, họ xúc động, họ quay trở về, được không? Mừng không? Xứng đáng không? Xứng đáng lắm thưa chị em. Lời lẽ cả thế gian mất định hồn cái gì, cho nên 1.000 cái đĩa đó cho dẫu là 50 triệu đĩa, là 100 triệu đi mà một linh hồn quay trở về, tiếc sót gì? Cái máy ấy, cả mấy chục ngàn cái máy mà chỉ cần một người họ nghe và họ quay trở về, giống như những chứng nhân lên đây, ta thấy đáng giá vô cùng. Nó chẳng phải là mấy trăm ngàn, nhưng mà nó là vô giá, vì nó là lời của Chúa được gieo vào tâm hồn để nó lớn lên. Nào mấy chị em, chúng ta cùng với nhau hát lên bài Người Gieo Giống, vừa hát vừa làm theo thứ hiệu, nhịp nhàng với tất cả tâm tình của mình.